Xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì bây giờ mình quay trở lại thăm cô Thủy. Thì hiện tại là mình đang đứng ở xã An Bình của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thì cũng lâu lắm rồi, cũng mấy tháng trời, cũng gần cả năm, giáp năm rồi thì mình không có tới thăm cô Thủy. Thì không biết là sức khỏe của cô làm sao rồi. Dạ. Dạ. Dạ, đây là bà Tám đúng không bà Tám? Dạ, bà Tám. Mấy hôm nay bà khỏe không? Khỏe. Cũng dạ, đỡ lâu lắm rồi con mới ghé thăm bà. Lâu lắm rồi đó. Dạ. Tính ra là cũng lâu lâu dữ rồi. Dạ, lúc này con lu bu quá nhưng mà dạ, hôm hả? Nay cái con đi cái công việc ngang đây đó nên là con ghé thăm coi cô Thủy khỏe hay không. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ, rồi hiện tại là cô Thủy này là vẫn như vậy hoài đó hả bà? Làm như vậy quá cho đi lâu. Dạ. Cái hồi nó cũng quậy mấy đêm, sáng đêm. Dạ. Có khi không ăn, có khi cũng quậy. Dạ. Quậy cũng mấy ngày. Dạ. Rồi tới hồi tỉnh. Dạ. Vì hiện tại thì nói chung là coi như là cuộc sống của cô Thủy là trong cái lòng cái chầu vậy thôi đó ha bà. Rồi này thôi là chút. Dạ. Chứ đâu có đi ra nữa. Dạ. Bây giờ rồi. Thì tính sửa ở nhà mà không có tiền sửa rồi. Dạ. Gãy cây giờ mưa quá trời. Hôm đó mưa năm ngoái đó. Dạ. Là chưa mưa. Ủa bà, bà Tám ơi cho con hỏi là cái cô Thủy này á, là trước giờ á, thì cũng có đi thầy rất là nhiều nơi rồi phải không bà? Ừ. Dạ, nhưng mà coi như là không có ăn thua gì chân ha. Dạ. Dạ. Đó thì cô Thủy là sống trong cái chòi như vậy nè. Đó thì gia đình đã đưa cô Thủy này đi rất là nhiều nơi rồi, đi rất là nhiều chỗ rồi nhưng mà vẫn không thiên giảm và không có hết bệnh. Thì từ nhỏ là cô đã nhỏ tới giờ năm mấy tuổi rồi. Dạ, năm mươi mấy tuổi rồi. Nhưng mà thường lúc trước là bệnh rồi lúc mấy tuổi hay bà Tám? Mười lăm tuổi ha. Dạ. Dạ. Đi học thì mười mấy tuổi rồi cái người ta cho nghỉ học, vô chống dòm ngó, tao le tao lét không biết gì hết. Dạ. Nhưng mà con nghe bà Tám kể có một lần đi vớt củi ở dưới sông đúng không? Rồi xong rồi không biết là có gặp cái xác hay cái vong nào ở dưới sông không? Dạ. Dạ. Rồi xong rồi về là bệnh luôn tới bây giờ. Dạ, mấy chục năm nay rồi. Rồi thành ra bà đi ấy luôn, bị tinh thần luôn. Dạ. Ủa rồi vậy như vậy rồi ăn uống làm sao bà Tám? Mà nhưng mà này có người ta cũng cho chút đỉnh. Dạ. Người ta ở địa phương này người ta cũng cho. Dạ, vậy là địa phương tới này người ta cũng cho gạo cho mà quà đường đồ ăn bột ngọt. Dạ. Gạo đồ đó. Dạ. Cũng bình thường ấy cũng phải đi. Nhưng mà con nghe cô Thủy nói lắp chép ở trong miệng rồi nói cái gì ha coi bà Tám. Dạ. Nói cái đầu, con nghe cái đầu bự quá, cái đầu bự quá. Cái đầu bự quá. Nói cái đầu bự quá, cái đầu bự quá. Thì mình cũng nghĩ là khi mà đi lơi lụm cửa dưới sông đó, hồi nhỏ đó, rồi lụm. Đi thầy tao cũng nói vậy chứ con. Dạ, giống là lụm được cái sọ ha. Dạ. Đi thầy nó cũng nói, lụm mà nó đâu biết. Dạ. Nó bỏ được. Nhập cho nó yếu mình. Cô Thủy ơi. Đó. Dạ, cô chú kêu kìa. Không. Cô Thủy khỏe không? Ủa không khỏe không? Không trả lời mẹ. Cô Thủy ăn cơm chưa? Quay đâu không? Dạ. Dạ, quay đâu. Nói cái đầu gì đó. Ừ. Mà lần nào gặp cô Thủy là coi như là cũng sợ xanh mặt hết trơn, không có dám lại gần, đứng cách xa mà mấy mét như vậy đó. Đó. Cô Thủy khỏe không? Dạ. Khỏe ha. Bắt tay không? Bắt tay có con cái đi. Nó cái tay bị chày hết là do tay chân người nó thọt ra nè, nó thọt đến đây mà lém ra nè. Dạ. Vậy báo hốc chân ra máu mà mẫu hết kìa. Dạ. Giống như là coi như là mấy cái này là cứ nằm ha. Ừ, nó thọt ra đó. Dạ. Tay chân gì chày hết trơn, chày chỗ hết trơn. Dạ. Quá trời cái tay bị chày rồi. Chày hôm đó chày dữ lắm, cái đầu đồ nó sáng rồi. Nó bị chày suốt cái tay hết rồi. Cái tay chày rồi hôm trong tết tới giờ. Dạ. Rồi nó không có máu không rồi giờ nó hết. Đâu phải không? Ôi quá cầu áo là mâm mâm. Dạ. Cũng bệnh, bà cũng bệnh hôm ngoái á. Dạ. Bệnh cũng dữ lắm á. Rồi chị bệnh mua thuốc rồi cho uống.
Ủa bà Tám, ủa rồi bình thường á là ăn gốc đó. Cái chỗ này á là có khi nào mà cô Thủy cô xúc chạy ra ngoài có, không? Có, nó xúc một lần thôi. Dạ. Có xúc một lần có anh em nó bắt lại. Bắt lại. Mà lộn xong không à? Vậy, ủa vậy là khi mà ấy ra được là lộn xong không vậy đó hả? Dạ. Có cái ủ cái gạch đó cái chút. Dạ. Ra được rồi nó lộn. Cái gạch hồi đó nó lộn ra lộn lời đó. Đâu ở bên đây đó hả? Ừ. Dạ. Lộn ra lộn lời đó. Đó. Dạ. Trời ơi, đó thì bà Tám chia sẻ là khi mà cô Thủy bị mở cửa ra, bị thoát ra được cái chòi đó là coi như là cái gạch này là cô Thủy. Dạ. Dạ. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Biết được đi. Ở đây là coi như là quan sơ cũng vườn vườn của người ta không vườn à? Của người ta không. Vậy mà sao biết đường kiếm? Thì người ta chỉ. Ta ở trong này ta chỉ chú có chẳng dạ đi chú giống là bích rồi còn nhiêu vườn không dạ ở đây rồi. Có cái gạch nè dạ rồi bây giờ bà Tám kể lại giùm con hồi xưa coi như là những cái triệu chứng như thế nào hả bà Tám hả? Giống như là khi bệnh là trèo lên cây nè đúng không rồi sao nữa trèo lên cây rồi tuột xuống rồi đi tùm lum tá la hết đi qua giờ chú biết ha giờ tôi kể đi qua bến đò bến dạ. Đò người ta không cho đi ta cản lại luôn quýnh ta quýnh ta dạ ừ cả lại cái nó quánh ta cái nó dẹt ra vậy nè cái người ta cũng thôi để cho đi luôn dạ cái qua bên đò cái người ta cũng thôi để cho đi mà đi không biết được kiếm ba ngày rồi không biết đi tới đâu nha dạ chừng nào lã rồi cái người ta gặp á dạ bởi vì anh em nó đi kiếm đó người ta gặp người ta nói rồi dẫn gì à quần áo te tu hết dắt hết chưa quần áo bỏ chưa đem theo ha quần áo bỏ theo bỏ vô giỏ hay gì đó rồi đem theo không còn một bộ luôn vừa tới nhà không còn bộ mà gách cứ chưa cách gửi hết trơn vậy đó ừ, bởi mà còn cái người ta là kéo gì à? Dạ mà không biết tên gì họ gì rồi anh em nó đi kiếm á cô dạ. Nó đồ đi á cô nó chết rồi cô gục chết rồi dạ chết rồi luôn mấy dạ rồi nửa đêm á là lúc 12 giờ ừ. Là bắt đầu leo lên cây đốt đèn cày đồ ở trên đó đó ha bà Tám rồi bây giờ là coi như là bị nhốt lại là coi như là không có còn những cái triệu chứng đó nữa chứng nhưng mà nữa. Từ khi xúc giống như thoát ra khỏi đó là đi không biết được kiếm luôn. Giờ kiếm không được đâu bởi vậy. Người ta thấy là vậy cho vô vườn làm sao của vườn của người ta cho đâu vô. Dạ. Rồi bà... mình đang thương thương á người ta chỉ. Bà Tám cho con hỏi là cái tên đầy đủ của cô Thủy này là tên gì ạ? Dương Thị Thủy, nó họ Dương. Dương Thị Thủy. Ừ. Dạ, à, sinh năm bao nhiêu ha bà? Không biết sinh năm nhiêu tôi cũng không biết nữa. Dạ, tuổi năm nay là 50 mấy? 52 tuổi gì dạ, vậy? Tuổi năm... tỵ đó, con chú biết. Tuổi tỵ ha. Ờ tuổi tỵ đó. À chính xác là tuổi tỵ. Ờ chính xác tuổi tỵ đó. Dạ. Thì cả nhà mình biết không thì trước giờ là đã đưa cô Thủy đi rất là nhiều nơi và đưa cô Thủy đi rất là nhiều thầy về trị về tâm linh rồi nhưng mà vẫn không có thiên giảm và không có trị được cho cô Thủy. Nhưng mà bệnh viện tâm thần thì lúc trước giờ thì gia đình chưa có đưa đi do cái điều kiện nó cũng khó khăn là không có ai nuôi thì cũng có một lần là mình đã gợi ý với gia đình, mình đã gợi ý với bà Tám là mình sẽ đưa cô Thủy này đi khám bệnh nhưng mà phải có sự hợp tác của gia đình. Nhưng mà anh chị mà em mà đi khám bệnh nó không đi nha, vô tới chổng ha, đi sớm ở trong xã nè, người ta cho giấy á. Dạ. Nó không đi. Dạ. Vô cái khám người ta chích cho nó đó. Dạ. Nó không thể chích nó giật rồi ha, nó dùng ha. Đó thì mình đã gợi ý với gia đình để đưa cho bệnh nhân đã đưa cho cô Thủy này đi vào bệnh viện tâm thần để mà khám bệnh nhưng mà không có ai nuôi á nên là cũng vẫn chưa có đưa đi bệnh viện tâm thần được. Dạ. À, nhưng mà đi thầy rất là nhiều nơi rồi nhưng mà vẫn không khỏi. Bây giờ mình vô mình thăm được không ta? Bây giờ tỉnh rồi gì? Đi vô coi, tôi với chú đi. Rồi rồi đi. Vô lại gần coi cái tay của cổ coi sao. Ờ đi. Dạ. Thấy tội nghiệp quá trời tội nghiệp rồi thiệt á. Mày thăm cô Thủy lần nào cũng sợ xanh mặt hết trơn á thì cái mà sợ mà nổi da gà mà không có dám lại gần. Tôi đây đâu còn sợ đây. Dạ. Tôi là mẹ nó đây nó sợ. Dạ. Tôi còn sợ chi ai đây chú. Dạ. Ừ. Những cái cơn quậy quạng là nhiều khi không kiểm soát được hả bà. Dạ, không kiểm soát được á. Dạ. Vô chút. Ủa rồi sống ở đây rồi tối có văn mùng được không bà? Găng nhau đứt cái chân và người ta cho mùn mền rồi nó giục đứt cái chân. Con nhớ lần trước rồi con cũng cho mùn mền. Ờ có cho đó rồi chú văng đó rồi tiêu mẹ hết trơn rồi. Rồi. Đâu. Chú thăm nè. Quay đầu đi. Chú quay đầu đi. Quay đầu không? Bố lên. Cái đầu ha. Đâu. Để rồi để cho con Thủy nói đi con thôi cái đó cái gì. Đâu. Đâu. Đâu.
cái hôm em bấm lại là mong bây giờ bây giờ còn làm nó dễ lắm tao mình tao mà cái nhiều khi tao giận á tao cũng không ăn vô đem cơm ăn nó mày quánh tao cái lên á không phải cái đầu không tâm phong có tâm lý mưu rồi anh bố không ăn cái mưu ăn cái đầu bự lắm. Cái đầu bự ở đâu? Ở đâu? Cái đầu bụng lắm. Ở đâu? Ở đâu? Nó có đâu có trong mình. Cái đầu. Đâu em? Cái đầu em. Đó mà bự lắm. Bự lắm bự lắm. Nó sao đây bị đầu bự như vậy kìa. Ừ. Ta chừng lên nó ấy vậy đó. Nó không. Cố gắng nghe, nghe cô Thủy nói cái gì. Con coi cái tay. Mày em tất đơn tại em tại dê em nào không phải cô bố em đơn tự dê em tình hình em không có mặt mà gì chứ sẽ chân máu dạ giống này nè mấy cái chỗ này chèo ra nè do bị mấy cái sắt này nó đâm nè lưới B40 nè cái đầu của mình nó cũng chỉ vậy nó thôi. Vậy bây giờ cô đứng yên đi cho con đụng cho cô coi coi. Đụng coi coi sao đau không? Đau không? Con cây vô. Ok rồi, ông phải lâm bằng mẹ à. Ồ. Ồ bao con mẹ. Dạ. Ông. Ngu nghiệp quá à. Ông ơi, con bé. Ôi cô rồi tối rồi có la gì không cô? Cũng la. Cũng la ha. La không thôi, nó ngủ. Ngủ không chạy chiếu á. Chú biết à, cái mền này là nó ngủ được, cái nó trồng ở đây, tôi vô trong tôi thăm đó. Sáng đêm trồng cái mền này đang không chờ, tôi giật mình, tôi tâm thần, tôi cũng tâm thần luôn, tôi sợ cũng chết. Mà sáng đêm mẹ cái tôi cũng ngủ rồi, tức là tới đó ha. Rồi bay, cái đầu, bay đầu, cái đầu nó cũng chậm vậy đó. Còn nhúng nhánh nông nhúng tôi tối rồi. Dạ, dạ. Trồng quý cái mền này nè, đi thôi à. Rồi con em nó nói trời ơi. Rồi bây giờ em tầm áo đó cái chỗ qua sầm bát à. Cái lo áo mềm, cái lo ở trong bắp bò. Rồi bây giờ có uống thuốc không con? Mỗi ngày có uống thuốc tâm thần không? Có uống thuốc tâm thần. Trời ơi, không mừng. Con nó thấy đấy rồi. Đi uống thuốc ngủ. Ngay hai đồ uống cái đầu bụng hơn. Mà chịu uống hay con? Chịu. Chịu uống. Chịu uống. Bình tuổi. Uống thuốc cũng là nhóc chứ. Ăn bánh. Nhưng mà cô Thủy ăn bánh nha. Cô Thủy ăn bánh nha, ăn bánh. Ê, ngồi có trong ba mùm bà bà bà. Ừ, cô ấy phải bình. Ê. Ê, bà hai. Ê. Nó bà. Cái đầu nó bà. Nó không biết đó. Kiếm gì cái đầu nó bà. Ừ, bà lông. Ừ, bà hai. Bà 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 nó bay em cũng có bay xuống bông bông bay xuống nè ô có phải cần bay ô cần bay cần bay nó cặp vào vậy đó cái này hôm bay ăn cặp cái đầu bông khác cái đầu hôm bông mùa lắm ăn cặp cái đầu bông lắm chúa tôi một phần và phải nó bỏ lòng nơi ở trong cái bay là biển hay là phú lao cho môi nó không phú lắm đồ cũng cái giờ
đây không cũng bao lắm nó rồi bỏ rồi nó bây giờ bỏ lắm cái này đó ở ngoài đó ở ngoài đó đi nói tiếng gì vậy? Được, leo, 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 mình cũng nói vậy đó, leo, cái đầu bự, cái đầu bự, cái đầu bự, cái đầu bự, ở đâu chỉ kì, cái đầu bự, ở đâu, trong đó hả? Không, cái đầu tiêu, không anh, cái cầu tiêu hả? À, cái cầu tiêu ngoài đây đúng không? Dạ, mẹ nói không? Phải nó bùng luôn. Cái lầu tiêu không? Ở đây là đâu, cô đi bữa trình sao cô? Đi, không, quá bóng. Đi chờ cho con bé nó ỉa ngoài đó chú. Dạ. Chú dẹp vô. Cái lầu bó, cái lầu bó. Bé nó ỉa gì đó vậy? Cái lầu bó. Một cái đây là. Ỉa đâu ỉa. Không phải. Nó bệnh cái ỉa thì ngán lắm. Bởi vì tôi nói cho anh gì. Không phải lầu bó. Không rồi thôi cô nghỉ cô nghỉ ở đây đi con về nha. Bé này cô bé nó giờ cô bé nó giờ ăn khắp cô bé này cô bé nó giờ ăn khắp tâm tâm bé nó giờ cô bé nó giờ cắp cô bé giờ cắp ăn cắp thôi bố lắm cô bé ăn cắp ăn cắp ăn cắp ăn cắp bố lên lắm xong bố lên ăn bông phơm cắp cô bé thôi rồi đó xong bông ha xong bà ăn à bố bố rồi nói gì mà thôi cô Thủy nghỉ ngơi đi con về nghe con về nghe bye bye quá ăn quá ăn không thì mình không có dám lại gần thì ra mình sợ nổi hết da gà luôn nè nó da gà dựng lên hết luôn á sợ không có dám lại gần đó nên là cũng ghé thăm coi sức khỏe của cô Thủy sao nhưng mà hôm nay thì mình thấy là bệnh nặng hơn lúc trước nữa có những cái triệu chứng là nhiều hơn trước và nặng hơn trước nữa cả nhà đó nên là những lần trước thì mình cũng đã gợi ý với gia đình đã đưa đi bệnh viện tâm thần rồi nhưng mà người nhà vẫn chưa đồng ý nên là không có cách nào mà không có thể nào mà đưa cô Thủy này đi bệnh viện tâm thần được hết á nên là cũng rất là khó còn người nhà thì chỉ tin vào cái chuyện tâm linh tin vào những cái chuyện mà về thầy để mà gỡ thôi nhưng mà khi mà đi đến thầy rất là nhiều nơi rồi nhưng mà vẫn không thiên giảm và không có hết bệnh thì mình cũng hy vọng là người nhà sẽ đồng ý để mà đưa cho cô Thủy này đi bệnh viện tâm thần hoặc là có một cái cơ duyên một cái căn duyên nào đó mọi người biết ai mà có thể là trị được cho cô Thủy bệnh của cô Thủy thì có thể là liên hệ với cô Tám ở xã An Bình huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long để mà điều trị cho cô Thủy nha thì hiện tại cô Thủy đã 54 tuổi đúng không bà? Dạ 54 tuổi rồi nhưng mà bệnh rất là lâu năm rồi hiện tại đang sống một cái căn trọ như vậy á là cuộc sống rất là khó khăn rất là vất vả nhưng mà bà Tám cũng phải đành cắn răng chịu đựng để mà lo cho con của mình thì hiện tại là cô Thủy là con thứ mấy của thứ hai à nó thứ hai lớn hơn à lớn hết ha ừ. Dạ mấy chị em nó có chồng có vợ hết rồi anh em có thằng em trai mà chết dạ ủa vậy là người em trai mà em trai chết. Mà qua đời khi mấy tuổi 39 tuổi. À 39 tuổi. Ừ. Dạ là có phải là cái mộ ở đây không bà? Ừ, cái mộ đó, mộ ông già nè, ba nói với nó ở trên ở dưới nữa, cha nó chưa. À. Ông chết hồi năm 51 tuổi. Dạ. Nó chết 39. Đây là cái phần mộ của người em và người ba. Rồi ừ. Cô Thủy lại kế bên đây. Ừ. Dạ. À, vậy con nói hôm nay con ghé thăm cô Thủy còn sao nhưng mà con thấy là nó có vẻ như là nặng hơn trước nữa bà. Nó phát bệnh là hồi ổng còn sống mấy năm nữa gì đó là nó ổng chết. Dạ. Rồi cái em của ổng ủa em của nó chết. Dạ. Ừ. Ok. Trời ơi tôi lúc đó khổ lắm chưa. Dạ. Không biết đường đó mà. Bởi vì là khi có rồi ổng bệnh mấy năm mấy tháng. Dạ có cô, con có mình không? Dạ có con bệnh như vậy nữa thì cũng khổ lắm khổ nhưng mà hy vọng con cũng hy vọng là sẽ có cô sẽ đồng ý đưa cô Thủy này đi bệnh viện để mà khám bệnh hoặc là hy vọng là cũng có một người thầy nào về cơ duyên hoặc là căn duyên nào đó phù hợp với cô Thủy để mà trị cho cô Thủy ha con bà Tám ha. Dạ chứ bây giờ thấy cũng tội nghiệp quá nếu mà cô Thủy này cô tỉnh lại cô nhớ lại hay là cô bình thường lại cô bà Tám cũng khỏe hôm nay bà Tám cũng lớn tuổi rồi
năm mấy mấy tuổi rồi? Dạ bảy mấy tuổi rồi. Dạ thôi giờ bà Tám cũng nghỉ ngơi đi, con ghé con thăm coi dạ, cô Thủy cảm ơn sao. Nhiều cái chú. Dạ ừ. Coi giờ con về ha bà Tám. Dạ, dạ để có dịp nào con ghé con thăm cô Thủy với bà Tám nữa nha. Dạ dạ thế cô Thủy tu nghiệp quá, hy vọng là có một cơ duyên nào đó mà có thể là phù hợp với một thầy nào đó để mà có thể là trị bệnh cho cô Thủy nha cả nhà. Chứ thấy cô nghiệp cô Thủy lắm. Dạ. Nói tiếng coi như là tiếng Anh, tiếng U như không à. Mà lúc nào cũng nhắc cái đầu. Nhắc trong cái chòi nhỏ như vậy nè, tội nghiệp quá trời. Ông ba nói, ông ba dạ tốn tiền tốn bạc biết bao nhiêu mà không có hết. Dạ ok, cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha đã theo dõi video của mình. Thì rất là mong cả nhà mình biết được ai mà trị bệnh cho cô Thủy được thì có thể là liên hệ với mình qua thông tin dưới cái phần mô tả nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha, chúc cả nhà mình một năm mới thật là an khang thịnh vượng và một năm thật phát tài nha. Cảm ơn. Yeah.